Anh ơi, tư vấn cho em một mẫu xe đạp điện về cho mẹ đi chợ. Ok thanh niên, nhân tiện đây thì bên mình đang có một cái mẫu xe đạp điện nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên thùng, nhỏ gọn. Và cái mẫu này thì sẽ phù hợp với những các bác trung tuổi đi nội trợ. Cái xe này thì có thiết kế kiểu dáng rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và nó nhẹ nhàng. Tổng trọng lượng con này lên thì nó chỉ có khoảng gần 60 cân thôi. Nó rất là nhẹ nhàng. Và chiếc xe này thì ưu điểm là sử dụng bình ắc quy nhỏ và có bàn đạp. Đấy, công suất của nó chỉ là 350W, cho nên là đây là một cái mẫu xe đạp điện không cần phải đăng ký biển số. Và tính tiện lợi của con này là nó nhẹ nhàng này, và nó rất là điều khiển xe nó rất là dễ dàng và thao tác rất là dễ. Ở phần trước thì chúng ta sẽ có một cặp thụt dầu kết hợp với lại phanh tăng trống, và chúng ta sẽ có một cái giỏ nhựa ở đây dẻo, có thể có nắp đóng mở ở đây rất là gọn gàng. Ở phần trên đây thì mẫu xe này có một cái cụm đèn bóng projector dạng bi cầu siêu sáng, và quanh đây thì sẽ có những cái viền giải LED daylight. Ở trung tâm người ngồi lái thì chiếc xe được trang bị một cái mặt đồng hồ LCD và có những cái thông số rất là cơ bản ở đây, ví dụ như là bốn cái vạch báo pin và có đèn sáng với lại xi nhan báo ở bên trái hoặc bên phải rất là dễ dàng. Ở bên thì chúng ta có nút còi và tay lái thì là tay ga đây. Đó, đàn hồ rất là tốt. Xe trang bị một hai chiếc chìa khóa gồm khóa chính và khóa sơ cua, và phanh thì chúng ta có phanh tăng trống ở đằng sau. Ở phần để chân ở đây thì mẫu xe này được có hai cái để chân rộng rãi đây nhá. Ngoài ra thì chúng ta có thể để bàn đạp đây. Con xe này thì sử dụng nhựa là nhựa ABS rất là dẻo. Đó. Và sàn thì rất là cứng cáp này. Đó. Rất là cứng cáp luôn. Ở đằng sau đây thì mẫu xe được thiết kế với hai chỗ ngồi phân cấp rõ ràng, với một chiếc yên to thì dành cho người ngồi lái đằng trước, và đằng sau thì có một cái mẫu yên thon như này, và có một cái điểm tựa ở đây thì bà có thể lai cháu đi chơi, hoặc là mẫu xe này thì có thể mẹ có thể lai con nhỏ đi này. Và cái chỗ để chân của người đằng sau hãng họ thiết kế cũng rất là rộng rãi để thoải mái, với cặp thụt trước thụt ti dầu như này, tạo cho chiếc xe nó êm ái trên mọi cung đường. Với khối động cơ đây và chắn bùn thì nó là chắn bùn to như này, thì các bác đi nó sẽ sạch sẽ hơn rất là nhiều. Thế bây giờ mình sẽ dắt đi dắt lại một bằng một tay luôn nhé. Đấy, nó rất là nhẹ này, dắt một tay rất nhẹ nhàng. Đó. Và con này bê lên cũng được luôn này mọi người. Đó, rất là nhẹ nhàng. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá.